Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đã tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Bàn tay của người vợ. Sau cuộc họp giao ban buổi sáng, công ty tôi tổ chức chúc mừng chị em nhân ngày của một nửa thế giới. Bữa đó chẳng hẹn mà tất cả chị em đều trưng diện rất đẹp. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, tôi xin đại diện cho toàn thể anh em trong công ty, xin gửi tới chị em lời chúc mừng thân thương nhất. Chúc các chị em luôn vui vẻ, xinh đẹp và hạnh phúc. Cảm ơn chị em đã luôn hỗ trợ và sát cánh cùng chúng tôi để làm nên sự thành công ngày hôm nay. Ôi chao, sao em nào cũng đẹp, cũng trẻ, cũng duyên dáng với áo váy điệu đà như thế chứ? Sao trên đời này lại có đôi bàn tay xinh đẹp như thế nhỉ? Những ngón tay búp măng trắng nuột nà kia hẳn là mềm mại, ấm áp lắm. Chà, nếu được chạm vào đôi tay ấy một lần thì... có chết cũng cam lòng. Trời ạ, thì ra không chỉ có một đôi bàn tay của cô thư ký hành chính, mà đôi tay của chị trưởng phòng kế toán, của cô phó phòng kinh doanh, của em giám đốc tiếp thị, tất thảy đều trắng ngần, thon thả. Quả thật, cái đẹp luôn có sức cuốn hút, làm cho người ta có thể nảy sinh rất nhiều ước ao, khát thèm. Nè, làm gì mà ngồi ngây người ra thế? Ông coi có tiết mục cây nhà lá vườn nào thì mạnh dạn đứng lên tặng chị em đi kìa. Tôi có biết mấy món ấy đâu. Ông cứ vẽ chuyện. Anh rửa mặt thay đồ đi rồi ăn cơm kẻo nguội. Xong liền đây. Anh xin. Ăn cơm thôi các con. Chà, cơm bữa nay ngon quá. Mấy cha con nhớ ăn thiệt no nha. Đôi tay của vợ, đôi tay ấy rám nắng và lấm chấm đồi mồi. Những ngón tay trên bàn tay ấy gầy guộc, nhăn nheo và suông đùn đụt, chứ không múp míp, búp măng như những bàn tay mà mình được chiêm ngưỡng sáng nay. Lần cuối, mình nắm đôi tay ấy là khi nào ta? Có lẽ là trong tuần trăng mật, cách nay 18 năm chăng? Đúng là đã 18 năm rồi, mình chưa một lần nắm lại bàn tay ấy. Đưa đây anh gọt cho. Anh sao thế? Ở công ty có chuyện gì à? Không có, em đưa đây cho anh. Em ăn đi. Em à, để yên nha. Anh chỉ muốn nắm mãi đôi bàn tay em thôi. Chà, bữa nay chồng em lãng mạn bất ngờ nha. Đôi tay này đã cho cha con anh những bữa cơm ngon, những bộ quần áo thơm tho sạch sẽ, đã sắp xếp nhà cửa tươm tất gọn gàng để anh hãnh diện mỗi khi có bạn bè hay người quen đến nhà. Đôi tay ấy dẫu không đẹp đẽ, sang trọng hay quyến rũ, nhưng đối với cha con anh, đó là đôi tay vàng. Cuối tuần này, cho cha con anh vào bếp để đền bù cho em nha. Xin cảm ơn những bàn tay đẹp của những người phụ nữ đẹp. Chính chúng đã giúp tôi nhận ra có những bàn tay không đẹp, nhưng đó lại là bàn tay vàng.